Mình mà cũng khá đơn giản đi làm ha. Đầm này là mẹ chê đó, mẹ nói là trẻ trâu. À, thì ra đây là chiếc đầm mà cô không thích đúng không? Nhưng mà con nghĩ rằng nó không phải là một chiếc đầm xấu. Nó chỉ là chị sẽ không khó để tìm được một cái dịp nào mà mặc nó thôi. Khi bạn làm việc trong môi trường có nhiều đồng nghiệp trẻ tuổi năng động cũng sẽ làm bạn suy ngẫm và có nhu cầu chăm chút cho bản thân ngày càng đẹp hơn, trẻ trung hơn. Và chị Trần Thị Phương Nga, 36 tuổi, đang có những tâm sự như thế. Cùng Bông Chuẩn gặp gỡ chị Phương Nga ngay bây giờ. Chào chị, chào cô. Con xin tự giới thiệu là Pông, đến từ chương trình Tự tin vẻ đẹp. Ngày hôm nay thì mục đích chính là tới gặp chị Nga để có thể tìm hiểu nhiều hơn về chị, để em tư vấn cho chị nhé. Cái môi trường làm việc của chị á là giờ hiện tại là bây giờ cũng nhiều người trẻ hơn. Cho nên chị cũng muốn trẻ hơn. Mình muốn tới với cái chương trình Tự tin vẻ đẹp này á để mình có một cái sự thay đổi nào đó, có một cái tự tin hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Cô Cơ Nga là người đẹp tay tay đô á. Người đẹp tay đô Mẹ em cũng hay trêu em như vậy lắm á. Cô thấy ở nhà chị Nga bình thường đi ra ngoài đường có hay trưng diện không cô? Đi làm hay ở nhà đi chơi nó cũng vậy vậy à. Thấy người ta bận đồ đẹp mà trẻ cũng có mua đồ. Nhưng mà về đi xuống bước xuống là mẹ nói thôi tin quá để làm mút cho con bận. À là tin quá hả? Cô hơi hở là cô cũng không thích. Cái nó hơi hở nhiều chứ. Nếu hở tí tí thì cô cũng chấp nhận, hay nó hở má mình tới ba mấy tuổi rồi. À, mình bận cái đó thì để dành cho khoảng hai mấy thôi. Chị là sinh gồng mông được 6 năm rồi, con chị cũng được 6 tuổi. Trong cái khoảng thời gian mà chị mang bầu á thì coi như là ông xã chị thì cũng có một cái mối quan hệ khác, có bầu nên là chị không được đẹp, rồi xong là hôn nhân mình cũng đổ vỡ, thì mình bị trầm cảm cũng gần hơn một năm, trầm cảm sau sinh hơn một năm. Dù cho đẹp thì cũng không muốn là ở cái người chồng chị cũng quay lại chứ không cần. Thì cũng mong là chị cũng có tiền để chị làm công việc tốt hơn, có tiền con ở với mẹ thôi cũng vui rồi. Vậy mục đích chính của mình trong việc làm đẹp làm sau này mình sẽ cảm thấy tự tin hơn này. Thứ hai là mình sẽ có năng lượng tích cực hơn để làm công việc tốt hơn đúng không? Đúng rồi. Còn chuyện tình cảm thì chị chưa nghĩ đến. Thì vào cái giai đoạn mà Nga nó đổ vỡ hôn nhân á thì thấy nó lúc đó nó xấu. Bây giờ phụ nữ mang bầu người ta cũng có nhiều cách làm đẹp lắm. Mình đã đổ vỡ một lần rồi á, mình sẽ có nhiều những cái kinh nghiệm hơn để mình nên yêu bản thân nhiều hơn. Thôi được rồi, bây giờ mình đã nói chuyện quá khứ rồi. Bây giờ mình phải hướng tới tương lai đúng không? Mình phải nhìn vào những điều tốt đẹp. Bây giờ mình sẽ phải làm sao để mình có nhiều cái sự tự tin nhất có thể để cuộc sống của mình sau này nó sẽ thay đổi nhiều hơn, tích cực hơn và có nhiều những người xung quanh sẽ làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Khi mà chị Nga tham gia chương trình á, cô có biết không? Nga cũng mới nói với cô thôi. Thì cô cảm thấy cô cũng vui, cũng lên tham gia để cho nó lấy một cái gì đó cho nó năng động và nó có cái trải nghiệm tốt. Chị Nga có cảm thấy rằng là mình chưa tự tin ở điểm nào trên cơ thể không? Cái mặt chị nó to, rồi mẹ thì nói là cái đùi to. Về cơ thể của chị á thì không phải là to mà là nó là tạng người tròn. Cái tỷ lệ cơ thể mình có thể che đi, chỗ nào đẹp thì mình phô ra, chỗ nào xấu mình che đi, cái đó mình có thể khắc phục được. Thì trang phục đi làm mình ổn, vấn đề là đi tiệc á, tại do là cái công việc của mình cần phải gặp khách hàng nhiều thì đi tiệc hơi bị nhiều, cho nên mình cần là cái mối quan tâm là đi tiệc nó khác với đi làm như thế nào, chứ thường là đi làm sách luôn đi tiệc luôn. Là cái trang điểm của mình hồi trước giờ mình chưa trang điểm, mình chỉ có đánh son thôi. Làm đi chơi cũng vậy, cũng có đánh son cái thôi. Có khi cũng tự làm, có khi cũng ra tiệm trang điểm lên là nhìn thấy hiểu sao mình già chát à. Lần nào cũng vậy, cứ làm tóc lên là đánh son, trang điểm lên là bao giờ cũng vậy. Thường thì phụ nữ khi mà make up lên, nếu mà không biết cách là nhìn sẽ già hơn số tuổi thật của mình rất nhiều. Thế nếu ví dụ như là đến chương trình của con thì con yêu cầu là chị phải mặc những trang phục hơi hở một chút xíu thì cô có đồng ý không? Hở vừa thôi con. Hở vừa thôi con. Vừa vừa thôi. Rồi còn về tóc tai này, con cũng hỏi luôn cô là nếu như mà trong chương trình yêu cầu là chị Nga phải cắt tóc để cho hợp với gương mặt thì cô có đồng ý không? Cô nghĩ là Nga nào nhìn nó có kiểu tóc hả? Nếu mà chương trình đã hiểu hơn thì có thay đổi tóc thì cô đồng ý. Nó con thử nó sao thế nào? Đây là đồ của chị nè, đi làm, đi chơi với em ở nhà luôn. Đi chơi cũng mặc vậy mà đi tiệc cũng mặc vậy luôn. Đây là trang phục đi làm đúng không? Mình mặc cũng khá đơn giản đi làm ha. Đầm này là mẹ chê đó, mẹ nói là trẻ trâu. À, thì ra đây là chiếc đầm mà cô không thích đúng không? Nhưng mà con nghĩ rằng nó không phải là một chiếc đầm xấu.
nó chỉ là chị sẽ không khó để tìm được một cái dịp nào mà mặc nó thôi. À, về quần tây thì chắc là chị đi làm sẽ mặc quần ha. Chị cũng mua đó nhưng mà chị chưa bao giờ chị mặc á. Nhưng mà em thấy chiếc quần này khá là rộng, chị thích phong cách này hay chị là chị thấy đẹp cái chị mua thôi mà chị vẫn chưa dám mặc. Có ai tư vấn cho chị khi mà chị mặc như này không? Chưa, chị thấy là chị thấy cái kiểu này nó mới cái mua rồi về bạn nói kỳ quá thôi, cất vô luôn. Em thấy ở đây có cả một chiếc áo thì áo trẻ mặc ở nhà. Tại mình tuổi tí nên thích cái chuột mít cây, gá nó lựa, bé con nó lựa. Mặc phù hợp luôn. À, này là Cải Thảo lựa cho chị hả? À, chị Nga chia sẻ thêm cho em về màu sắc mà chị thích đi. Chị thích hả? Chị thích những màu sáng giống như màu trắng, màu vàng, màu cà phê sữa, màu nâu. Ừ, em cũng vừa mới thấy cái này xong. Nhưng mà ở nhà. Nhưng mà mặc ở nhà hả? Hình như là đồ ở nhà chị mặc sặc sỡ hơn đi ra ngoài. Đi ra ngoài chị ngại đúng không? Đúng rồi. Nên là ở nhà mặc nào mát rồi mặc thôi. Cho em hỏi về cái thời gian mà chị đi làm á, nó có đi làm cả tuần không? Hay là mình có thời gian rảnh nhiều không? Chị thì đi làm từ thứ 2, thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì nghỉ ở nhà. Con gái cũng lớn rồi đúng không? Thế tại sao chị không dành cái thời gian đó để chăm sóc bản thân nhiều hơn? Thì về là con nó ngu à, mà cũng giờ quen ở nhà rồi. Thì lâu có mà ai mà đủ đi thì đi chơi, hoặc chở mẹ, chở con đi chơi thôi. Em nghĩ rằng sau này chị có thể dành nhiều thời gian vào thứ 7 và chủ nhật hơn để chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đâu? Hứa không? Có hứa không? Chứ còn tham gia chương trình xong mà sau chương trình mà vẫn y như thế là em cảm thấy rất là buồn, rất là thất vọng. Chị hứa nhá. Hứa. Em sẽ kiểm tra đấy. Sau đây mình sẽ đi đến một shop thời trang để em có thể tìm hiểu rõ hơn rằng là những bộ trang phục như thế nào thì phù hợp với dáng người cũng như là phong cách cuộc sống của chị nhá. Ừ. Đi luôn. Thiết kế thanh lịch, một vẻ đẹp nữ tính ngọt ngào, năng động, trẻ trung. Dù bạn là ai, bạn làm gì cũng sẽ dễ dàng tìm cho mình một phong cách phù hợp khi đến với 20 Again. Ở đây họ rất là nhiều những cái sự lựa chọn. Thì hôm nay em muốn thử xem là nếu bình thường không phải là có em thì chị sẽ chọn những cái món đồ như nào. Bây giờ chị hãy chọn cho em hai bộ mà chị cảm thấy là chị tự tin và chị mặc đẹp nhất nhá. Xong rồi mình sẽ nói chuyện tiếp. Chị có thể cho em biết lý do vì sao chị chọn hai cái bộ trang phục như này không? Màu sắc đều rất là nhã nhặn. Cái bộ này thì chị thấy nó trẻ trung nè. Lại thường thì thích màu trắng. Ừ. Nhưng mà chị có thấy rằng là nó gần giống như là cái váy mà mẹ chị đã nói rằng là nó quá trẻ không? Thấy gần giống nhưng mà ở dưới đây cái này nữa. Cái độ dày nó dày hơn đúng không? Ừ. Mà em nghĩ là cái độ dài nó cũng dài hơn chiếc đầm kia nữa. Đúng rồi. Rồi, vừa còn chiếc đầm này thì sao? Này, cái này thấy nó là an toàn nhất tại vì nó dài. Với lại cái màu nó cũng nhã nhặn, nó đơn giản. Có cái phối này nè, chị thấy dễ thương. Em thấy rằng chị là đang chọn những cái phương án rất là an toàn. Những cái form dáng mà chị chưa bao giờ mặc. Thì ngay bây giờ chị em mình hãy cùng thử cái bộ trang phục đấy để xem là bộ trang phục nào nó sẽ phù hợp và nó sẽ khiến cho chị trở nên khác nhất. Ok, đồng ý không? Rồi. Chị Nga có làn da rất là trắng cho nên là bông sẽ nhấn vào cái điểm mạnh này của chị. Bên cạnh đó thì bởi vì là chị Nga cũng hơi tự ti về cái gương mặt của mình là hơi tròn, không có góc cạnh, cho nên là bông cũng sẽ lựa chọn những cái trang phục mà nó có cái phần cổ nó có góc cạnh một chút xíu, ví dụ như là có cổ này, hoặc là cổ chữ V, hoặc là những cái mà cổ vuông, nó sẽ làm cho mặt chị Nga nhìn nó không bị quá tròn. Ví dụ như cái này. Một trang phục đẹp luôn không thể thiếu một mái tóc đẹp. Đồng hành cùng nhân vật của chương trình tuần này là Hitomi Beauty Salon. Hãy cùng chờ xem các chuyên gia sẽ thay đổi diện mạo chị Yến Ngọc như thế nào. Xin giới thiệu với Tuyền, đây là chị Nga. Chị Nga hôm nay sẽ là nhân vật của chúng ta. Tóc của chị Nga thì mình bị bạc. Đây, bạc rất là nhiều luôn.
cho nên em sẽ nhuộm cho chị nó cái màu nó phụ bạc của chị luôn. Ở sau em sẽ cắt lên cho chị khoảng 3 phân và em sẽ cắt layer lên ở trước nó ngắn hơn rồi ở trước dưới ở sau. Cái trang của chị đã ngắn quá nên em sẽ cắt cái form nó phù hợp cái mặt, nó làm cái trán của chị nó dài hơn một chút. Mình đã xong phần tóc ha, thì bây giờ Bông sẽ mời chuyên gia make up tới để tư vấn thêm cho chị Nga. Nước da của chị Nga thì rất là trắng rồi đó, nhưng mà mình có một ít tàn nhang á, chủ yếu là mình che khuyết điểm về cái phần nền. Nếu như mà ngày bình thường chị Nga đi làm á thì mình có cách nào để mình làm nhanh nhất và gọn nhất không? Mình muốn cho sử dụng mà nhanh nhất á, mình có thể sử dụng những cái loại BB cream nhẹ nhàng, phấn nước đúng không? Đúng rồi, nó đỡ bị khô da nè, hoặc nhiều khi yếu tố môi trường nó ảnh hưởng, có thể làm lớp nền của mình bị nứt á, nên là mình sẽ chọn những cái dòng nào mà nhẹ nhàng thì vừa che được khuyết điểm mà vừa giúp da của mình nó sáng hơn thì nhìn nó sẽ tươi tắn hơn. Còn màu mắt á thì bây giờ mình cũng chuộng những cái tông tự nhiên thì nhìn gương mặt của mình nó sẽ trẻ trung hơn á. Gương mặt của chị thì cũng dễ phù hợp với nhiều loại son á. Nếu mà mình thích thay đổi hơn á thì mình có thể chọn thêm những cái màu giống như hồng đất và cam đất thì cho mình thay đổi phong cách hơn thường ngày một tí xíu. Mẹ với cái Thảo ai đẹp hơn? Mẹ. Mẹ đẹp hơn luôn hả? Trời ơi. Nếu như thay đổi thì mẹ mặc màu hồng cả mặt màu đỏ. Vậy là con thích mẹ mặc màu hồng hay mặc màu đỏ? Rồi tóc mẹ Nga dài như là búp bê hay là xoăn như búp bê này? Hay là ngắn như búp bê này? Dài như búp bê này. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Và đây sẽ là giây phút mà người thân của chị Nga sẽ được nhìn thấy sự thay đổi sau một ngày dài trải nghiệm. Cải Thảo ơi, con nhắm mắt lại để cô gọi mẹ con ra nha. 3, 2, 1, xin mời. Sao? Đẹp. Sao chị cười vậy? Thằng này mà đẹp mẹ lạ. Cải Thảo ơi, con thấy mẹ có đẹp không? Con thích thật không? Hát. Con cố gắng thay đổi cho ngày đẹp lên nha. Cô có thấy hình ảnh này của chị Nga không ạ? Cô thấy có vẻ nó phù hợp vì nó có vẻ nó mạnh mẽ hơn. Dạ. Bây giờ cảm xúc hiện tại của chị như nào? Chị rất là vui, cảm thấy rất là hạnh phúc. Có mẹ, có con chị đến đây cùng chung vui với chị. Và thông qua chương trình này thì chị cũng muốn nói với tất cả các chị em phụ nữ là hãy tự tin và hãy yêu bản thân của mình hơn để mình hoàn thành tốt trong công việc cũng như trong cuộc sống. Xin mời hairstylist của chúng ta có thể chia sẻ thêm những cái bí kíp để sau này chị có thể tự chăm sóc ở nhà được ha. Thì với hôm nay thì em đã bảo kiểu chị một tóc rất là đẹp. Hy vọng là chị về nhà thì chị có thể là mình chăm sóc dưỡng tóc nhiều hơn để cho tóc mình luôn luôn khỏe mạnh và nó bồng bềnh nhiều hơn nữa. Và đi chị làm thì chị có thể mắc tóc nhẹ hơn, nhẹ nhàng hơn để mình lúc nào cũng đẹp trong mắt mọi người. Cảm ơn stylist rất là nhiều đã cho chị một cái vẻ bề ngoài như là cái kiểu tóc mà trước giờ chị đi tiệc thì không dám trang điểm, mà giờ là trang điểm cảm thấy rất là trẻ trung.